Hi Facebook friends, happy Monday. So today I'm gonna do a video on how to cut your own side bangs or framing around the face. So hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao mà mình có thể cắt vài cái layer hoặc là side bangs ở đằng trước để cho nó nhìn không có quá flat. So this is my hair right now. I haven't done anything to it. All I did was I wash it and I let it air dry, so you can see how fuzzy, how dry it is. You see how frizzy. So this is normal for people who color their hair. So those of you who color your hair, this is very normal. So today I'm going to show you how to do face framing. Thường thường khi mà tóc chúng ta mọc ra thì nhìn nó rất là flat, nhất là hai bên này nó không có volume. Thì các bạn nào mà ở nhà mùa Covid này không có đi cắt tóc được hoặc là quá bận rộn thì hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn các bạn làm sao mà làm cho đằng trước mình nhìn nó đỡ flat. Thì lần sau khi mà mình đi gặp hairstylist của mình thì mình có thể cắt nguyên cái đầu hơn. Còn bây giờ nếu mà mình chỉ muốn cắt ở đằng trước thôi cho nó có chút xíu shape thì Kelly sẽ hướng dẫn các bạn cách để cắt face framing layers. So trước khi Kelly bắt đầu á thì Kelly sẽ chia sẻ về kéo nhé. Cũng giống như một thợ nấu bếp vậy, mình cần dao, nồi, tùm lum tà la. Tại vì riêng bản thân Kelly không biết nấu ăn, cho nên khi mà mình làm một người chef thì mình cần phải có những cái tool, kéo, dao này nọ. Còn giống như khi mình cắt tóc thì mình cũng phải biết cái tools của mình để mình dùng cho nó hiệu quả nhất. Thì ở đây Kelly có hai loại scissors. Ở đây là các bạn thấy là nó chỉ có khoảng 5 inch or 4 inch and a half thôi. Thì mấy cái này thường thường các bạn sẽ thấy thì nó chỉ cắt được đường thẳng hoặc là cắt bình thường thôi. Còn đây Kelly có cái scissor này, ok, nó là 7 inch. Thì các bạn sẽ thấy được hai cái shears nó khác nhau về cái size, thấy không? Thì cái kéo ngắn thì nó chỉ cắt được những cái đơn giản đường thẳng thôi, nhưng mà khi nó là scissor dài thì nó có thể làm nhiều thứ hơn. Thì hôm nay Kelly sẽ dùng cái 7 inch. Nếu mà chúng ta muốn mua một trong hai cái thì Kelly đề nghị các bạn mua cái loại này dài hơn, tại vì mình có thể cắt nhiều kiểu và làm nhiều thứ hơn với cái kéo dài. Như Kelly có nói trong video trước là cái này gọi là cutting shear. Kéo có nhiều loại. Nếu mà các bạn thắc mắc rằng kéo này, ok, nó khác với kéo này, thì cái này á, là gọi texturizing shears. Texturize là sao? Có nghĩa là nó giúp cho trong cái tóc của chúng ta nó có texture. Thì cái texture này là nó có cắt nè, không cắt, cắt, không cắt, cắt, không cắt. Cho nên nó tạo, khi mà chúng ta cắt dùng cái kéo này thì nó giúp cho chúng ta có những đoạn sẽ cắt đi và có những đoạn không cắt, cho nên nó mới gọi là texture. Thì this is the texturizing shears. The texturizing shears are great for those of you who want to take away bulk, that you don't want a lot of heaviness. Now, keep in mind that a texturizing shears does not make you lose hair. So when people are texturizing your hair, they're not ripping the hair out of your head. So let's say if you have 100 strands of hair on your head, when they're using this to cut the bulk out of your hair, you still have 100 strands. So it just make the strand uneven so that it takes away the bulk. So therefore, when you see someone hold this at you, don't be scared. Again, if you texturize too much, then the ends will get very straggly. So just be careful when you use this. Tools are good if you know how to use it, okay? But if you don't know how to use it, then use it moderately. So use it carefully so that you can keep trying than to cut too much. So this is a very good scissor if you're trying to blend, if you want to take away bulk or heaviness. This is the great texturizing shears. But today we are going to use the long 7-inch cutting shears, okay? Kelly đang hướng dẫn các bạn để mà cắt tóc, cho nên nếu mà các bạn có những câu hỏi gì về tóc của mình muốn Kelly chia sẻ trả lời thì các bạn cứ viết cái comment ở trong cái comment box nha. Xin cảm ơn các bạn theo dõi video này. Mỗi lần các bạn coi những cái video của Kelly thì các bạn giúp cho Kelly trở thành tiếng nói mạnh hơn.
để chống tệ nạn buôn người và ấu dâm trẻ em. Cho nên xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Rồi, khi mà cắt tóc chúng ta phải cần cái lược ha, đó là chuyện đương nhiên. Tại vì cái lược nó là một cái bàn tay thứ ba của chúng ta. Thì thường thường Kelly thích dùng cái lược nó dài, tại vì nó cầm cái tóc nó dễ hơn. Cho nên vì thế các bạn có thể mua những cái này ở trên Amazon hoặc là eBay. Còn nếu mà các bạn tìm không ra thì các bạn có thể liên lạc với Kelly, tại vì Kelly biết những nơi mà họ bán cái này, Kelly có thể chia sẻ với các bạn. Hi Deepa, no sound? I think there is sound because I'm checking on my screen and there's no mute. Các bạn đang xem có nghe Kelly nói không? Tại vì có một người bạn trên Facebook nói rằng không nghe được Kelly nói gì hết. Cho nên Kelly chỉ muốn chắc là cái sound của Kelly nó có work hay không thôi. So, can you hear me now? I think you can. So, I'll just keep talking, okay? If you can't, if you still cannot hear me, then just let me know. So, I like to use a long scissors to, sorry, a long cutting shears and a long comb to cut. It helps to hold the hair very well. So just to show you, this is how my hair looks like after I come out of the shower and I just let it air dry. It's very flat, very frizzy. This is normal for those who color their hair. So don't be surprised if you color your hair and your hair look very dry and straggly if you don't style it. So I'm just going to show you how my hair looks like at the back. Okay. Now, last week I did a video on how to cut your own hair. So therefore, you can, if you want to cut the overall hair, you can watch my previous video. But today I'm just going to show you how to touch up some of your side layers at the front so that it can last you until the next time you visit the salon. So first of all, you're gonna part your hair in half, like this. Okay? So, you see how the front of my face, these fringe are getting very long and heavy? So I'm just gonna trim them up so that it doesn't drag my face down. Okay, so first, I'm going to separate the top of my head from here, part from the top to the ear, like this. So I'm going to put this back so I don't touch it, okay? And then same thing on this side. So basically all I'm trying to get is the front of my face. So you see how these layers have grown out? Doesn't look very nice. So what I'm going to do, okay? So let's say if your hair was, either your hair is one length or, you know, grown out right now, you can cut them to whatever length you want. So with the comb, you're gonna comb everything straight down, okay, like this. See how the comb is holding the hair for me? This is the reason why you need a long comb. So from here, let's say I want my layers to start from here, which is where my nose is, then I can start trimming from there down. If you want to have more fringe, let's say when you put your hair up and you want to have some pieces falling on the side, then you can go higher. So it all depends to you. But the most important thing is try to cut a little longer so that you can have hair to cut if you want more. If you cut too much, then you're gonna have to wait for it to grow out. So mình dùng cái lược để mà mình cầm cái tóc. Đó là lý do vì sao mà Kelly thích xài những cái lược dài như thế này, vì nó giúp cho chúng ta cầm tóc rất là tiện ha. Thường thường những cái lược này á, nó sẽ có hai cái răng mà thưa đó, thì nó giúp cho chúng ta những tóc giống như là tóc quăn, tóc giận. Thường thường tóc quăn, tóc giận mình cắt mình không nên kéo nó quá thẳng, tại vì khi mà tóc quăn á, nó khô, nó còn bounce up, nó còn ngắn hơn nữa. Cho nên những cái này thường thường là chúng ta dùng cho tóc giận hoặc tóc quăn. Còn những cái tip mà nó gần như vậy nè thì nó giúp cho chúng ta cầm chặt hơn. Cho nên khi chúng ta dùng những cái răng này là nó giúp cho cái độ cầm nó nhẹ. Còn những cái tip này á, thì nó giúp cho khi cầm nó chắc hơn. Rồi, đây.
Mình comb the hair straight down. Okay? So, thì ví dụ mình muốn tóc mình bắt đầu từ đây đi, để khi mà mình dán nó hoặc là khi mình cột nó thì nó thấy chút xíu rủ rủ cho nó đẹp đúng không? Nhất là bây giờ nếu mà các bạn nào cảm thấy như cái phần má của mình nó hơi tròn trịa thì chúng ta có thể cắt làm sao mà cho nó nhìn nó đỡ tròn. Thì nếu mà mình muốn che bớt cái phần này thì mình để cái layers của mình nó dài một chút xíu, khoảng ngay đây, ngay càm là tốt nhất, thì nó có thể che bớt cái phần má mình. Còn nếu mà các bạn không quan tâm về vấn đề đó mà chỉ muốn có vài cái tóc ngắn ngắn khi mà mình bới tóc lên, thì các bạn có thể bắt đầu từ khoảng tầm đây nè. Đó. Thì hôm nay cái mái của Kelly nó dài quá rồi, nó làm cho cái mặt mình nó flat, nó xệ xuống, thì Kelly sẽ làm cho nó ngắn lên khoảng tới đây ha. Rồi. Cái này mình có thể làm ở nhà được vì mình cắt ở đằng trước nó vẫn dễ hơn cắt đằng sau. Cho nên các bạn nào mà muốn tự cắt ở nhà để cho ở đằng trước nó mình nhìn nó không có quá flat đó, thì có thể làm cái này ở nhà. Rồi. Từ đây ha. Kelly sẽ chọn khoảng mũi và mình cứ trim nhẹ nhẹ. Đó. Các bạn sẽ thấy rằng là khi mà mình trim, mình đi hướng xuống nha. Mình cắt rất là từ từ. Các bạn đừng có sởn mạnh quá là chúng ta sẽ cắt bị hỏng. Cho nên cứ từ từ mà chúng ta cắt. Các bạn thấy không? Bên này thì nó flat nè. Còn bên này nó có những cái layer ngắn từ đây. Các bạn nào mà có tóc quăn hay tóc dợn thì nhớ rằng mình muốn ở đây á thì mình nên cắt ở đây nè. Hoặc là mình muốn ở đây thì mình nên cắt ít nhất là cũng khoảng 1 inch tới 2 inch dài hơn. Vì khi mà tóc dợn hoặc tóc quăn nó khô á thì nó sẽ ngắn hơn cái tóc thẳng. Cho nên thường thường ai mà tóc dợn, tóc quăn thì nên cẩn thận. Khi mình cắt mình đừng có cắt quá ngắn. Rồi, đây, khi cắt xong rồi mình xem lại coi mình cắt có đều không, hoặc là mình muốn ngắn nữa thì mình lúc đó mình có thể từ từ mình cắt tiếp. So my best advice for you is that when you cut hair, cut less so that you can always go back and recut it. Don't cut it too much and then you have to wait for it to grow out. So like I say that when you are cutting straight hair, then whatever length you cut it is what the length it will be. If you have curly, wavy hair texture, make sure you leave about an inch long. So let's say if you're aiming for the nose, cut where your lips are. And if your lips, you want it to land on your lips when it's dried, then cut where your chin is, so that when it dry, curly hair and wavy hair will bounce up. So if any gentleman who's watching this, you can learn how to cut the hair and cut for your lovely wife. Okay, so I hope my video makes sense. If you have any questions or there's anything you don't understand, feel free to comment below and I'll be happy to answer your questions. Okay, so I'm pretty happy with this side. You see how the layers are more framing? See? So that's how it looks like. You can't see it now because my hair is straight, but once I curl it with the hot iron, rollers, then you will see that it will bring out the layer a lot more. Okay, so for this side, so use the comb. Okay, so whatever you cut on the other side, make sure you do the same thing on this side. So if this side you cut down this way, this side you have to do the same. So from here, okay, measure where it is, and then just lightly trim it downwards, okay? When in doubt, just recomb and cut again. So I'm taking a little bit of hair on this side just to be my guideline, so I can cut on this side, okay? So
here was my guideline from this side. I'm going to trim. So I'm moving everything forward. Please don't go on a diagonal to the back, because then you're going to be losing your volume at the top. So bring everything forward as you cut. So it doesn't matter what length your hair is. You can do what I do and then just determine where you want it to start and then just continue cutting down. Okay. Now, when you comb your hair and you see there's a knot like this, okay, it's best to gently detangle it. Or if you do see there is a knot, which is what I see right here, then it's best for you to just trim it. Because if you don't trim that knot, it's just gonna snap and break off anyway. Okay? So, double check. I'm just gonna check the hair again. So use the comb to hold the hair. And then use the scissors. Okay, so I'm holding it like this, and then I'm just softening, trimming it down, like that. Okay, so you can see the layers in my hair. And now, I'm just gonna layer the bangs a little bit, so I'm just going to section some pieces, use my tight teeth to hold the hair. Hold the hair up like this, bringing it to the opposite side like that. So this up here is the length of the hair, which is the bottom, and this up here is the top of the hair. So right now, as you can see, the top is longer than the bottom. That is what keeping the weight down here. So what I'm doing is I'm just gonna trim the top, leave the length, so that I can have some layers, okay? So it doesn't create so heavy. See that? Okay, let that down. So by you doing that, it gives the hair a bit of a feathered look as opposed to a very chunky look. See? This is especially great for those of you who have, grown out. Like, let's say you're thinning or you're losing hair and it's growing out and it's causing these little flip naturally because the new hair, then you can use this technique to blend these in growing out hair. And then take another section. So I took this section first right here, and now I'm going to take the next section, go to the opposite side like this. So you can see, this is the length, this is the layer I want to cut on the top. So hold the scissor, and I'm just point cutting. Okay, this is easy to do because you have a long shear to point cut. So by doing this, it will give you some movement and not so heavy. See? So one side goes like this, and the other side is just flat. See? And then one last section. I don't go past the ear, okay? Because if you go past the ear, then you're going to the back section. So we're just keeping it at the front for the bang. So from here, over direct. And remember what I said? This is the length, this is the layer. So we are going to just point cut to take away the weight. Thật sự làm cái này nó không khó nếu mà mình biết làm. Nhưng mà khi mà các bạn mới thử thì nó sẽ khó. Nhưng mà hãy kiên nhẫn để mà làm, thì các bạn làm vài lần thì nó sẽ thành dễ thôi. Thì các bạn thấy rằng khi mà mình cắt chút xíu layer vào cái phần trước thì nó làm cho cái tóc mình nó đỡ nặng ở phần mặt hơn. Các bạn có thể thấy hai bên nó khác nhau không? Bên này thì nó cứ gớp vô mắt của Kelly, còn bên này thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ làm bên này.
giống bên kia. Nguyên tắc là từ đây thì chúng ta sẽ kéo vào bên này, và nếu mà bên này thì chúng ta sẽ kéo vào bên này. So it's over directing in order for you to create the layers. Okay, so I'm going to trim this part. Put that aside. Next one. So from here, over direct. And then trimming. For sure, this is going to take a bit of practice, but once you get it, it's quite easy. Okay? So, then the last section right here. Hi everyone who's watching. How is your Monday? I hope you're having a wonderful day and thank you for tuning in. So again, over direct. And this is where I will be cutting. So since I'm holding the hair tight, it's not gonna go anywhere. And I'm just trimming to give myself some layers, okay? Hair is a lot lighter now. It has more movement. It's not flopping in my face. Okay. So once I finish cutting, I'm just gonna check if everything's even. Looks good. Okay. So now I'm going to show you how I style my hair with the hot rollers. So today I'm using the hot rollers to set my hair and you will see a huge difference, okay? So these are the 1.5 inches. And I'm just going to show you my hair again so you can see the before and after. So this is my hair right now. See how frizzy it looks? And now I'm going to show you how I put on my hot rollers. Sorry, my screen is coming off. Just give me a minute so I can adjust it. Xin lỗi các bạn, screen của Kelly nó bị méo rồi. Em để Kelly chỉnh lại nhé. Okay. So, I'm going to split my hair in half. And then in quarters. Use the 1.25 inches from there. Tuck all the ends of the hair inside like this. And then roll it down. Use the clip to clip it like that. And from here, comb the hair up. The reason why we comb the hair up is so that we can have some volume at the top. Okay? So with this, you leave it on the ends like this. Roll the ends of the hair inside and then just tuck the ends in and then roll. Make sure you try to get some of these short hair in there as well so that it can set. And now the bottom.
mình cầm cái đuôi, mình quắn cái đuôi vào cái rollers. Sau đó mình gắn làm sao mà mình nhét hết những cái đuôi nó vào cái roller để cho cái roller nó làm cho cái hair nó smooth. Cái roller này mình đang xài là nó ấm thôi chứ nó không có quá nóng. Cho nên mình thấy các bạn mà xài cái này nó khỏe cho tóc mình hơn là mình xài curling iron hay là flat iron. Rồi cách cuối cùng, đây mình cầm cái roller, mình để vào gần cái đuôi, sau đó mình cuốn cái đuôi nè. Các bạn thấy cái đuôi nó bị xơ xát không? Mình quắn nó cong vào cái roller, sau đó mình nhét cái đuôi nó vào cái tóc và mình cuốn nó lên. Thì cách này nó sẽ làm cho cái đuôi của mình nó nằm yên và nó không có bị xù. Rồi như thế là mình xong, làm trong vòng có khoảng một phút thôi. Thì trong lúc mà Kelly set cái này thì Kelly phải set khoảng about 5 to 10 minutes. So lát nữa các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình tháo ra và đồng thời mình mới cắt cái bangs nó sẽ nhìn như thế nào nhé. Hiện giờ trong lúc mà Kelly chờ cái này nó tóc nó xong thì các bạn có câu hỏi gì về tóc không? Do you have any hair questions you want to ask me? Sorry, my phone is falling down. Just let me fix it. There we go. Okay. So thank you everyone for watching my video. I hope through you watching these videos, you know that there are a cause that I've been fighting for, which is stop child sex slavery and human trafficking. So when you watch my videos, I get to be a bigger voice for the cause that I'm fighting for. So thank you so much for your support. Các chị có câu hỏi gì về tóc không? Trong lúc thời gian Kelly đợi cái này nó xong thì Kelly có thể trả lời cho. À, có một câu hỏi mà có một chị hỏi Kelly. Có những loại tóc nó rất là thẳng, nó rất là đơ, nó không có volume. Và dù cho mình có quắn cỡ nào đi nữa, uống cỡ nào đi nữa, thì khi mà đi ra ngoài nó đều go flat. Thì Kelly xin thưa, có những loại tóc nó gọi là very resistant, có nghĩa là nó đơ quá, nó không ăn cái gì lâu dài. Thì mình có hai cách để mà mình làm cho nó yếu đi bớt. Các bạn cứ tưởng tượng là mình mới mua một đôi giày, nó rất là cứng, cái da nó rất là cứng. Nhưng mà khi mà mình mang nhiều lần rồi đó, thì cái da nó sẽ mềm lại. Thì các bạn cứ tưởng tượng cái tóc mình cũng giống như vậy. Cho nên khi mà tóc mình nó very resistant thì mình có hai cách. Một là mình nhuộm cho nó yếu đi bớt. Tại vì á, tóc của mình, những cái tóc mà nó rất là resistant thì it's very close. The cuticles are closed and they're intact. So therefore, whatever you do to it, whether you curl it or flat iron it, it's very, or blow dry, it doesn't stay because it is too resistant. So when you color the hair, it helps to break up the cuticle of the hair, so the hair become more softened. And when it's softer, you can do a lot more things to it. So either you color your hair to soften the hair, so it's less resistant, or two, you can do a perm. I will post a few photos later on for you to see that perm are actually a good thing. Perm doesn't mean that it's a 60 perm or a 70 perm. A perm is just a texture of a hair. So let's say my hair is a straight texture, the perm will make the hair more like a wavy or a curl texture. So you know what? If you're bored of your straight, flat, resistant hair and you want to have a change, you can get a body perm. So perm has different rod size. It can be very tight or it can be a bigger size. So if you do the bigger size, you will see it more of a wave. If you do a tighter one, you will see more of a curl. So by you doing a body perm, it will also help your hair to be more volume. So that is something you can do if you have very resistant or flat, limp hair. And also a perm is great to give you body. So if you have less hair or you feel that your hair is not a lot and you want to have some more volume or body, a body perm is a great way for you to add more volume to your hair. Okay? So, that should be good. I'm going to take my hair up for you to see.
So this is just my hair being in the hot rollers for like 5 minutes. So you can see how nice it makes the hair and how shiny the hair is. And this actually lasts me all day. So it doesn't take long to use the hot rollers. Các bạn thấy hồi nãy cái tóc của Kelly nó rất là khô và nó sơ sát không? Nhưng mà mình quắn cái hot rollers này có trong vòng mới có 5 phút thôi mà tóc mình nó shiny hơn và nó có cái độ bouncy, các bạn thấy. Cho nên á, các bạn nào mà muốn tóc mình bồng bềnh đẹp thật sự không cần phải mất nửa tiếng đồng hồ hay là 45 phút mà ngồi sấy với cái lược tròn. Tại vì dù cho có sấy nữa nó cũng không có giữ nếp. Nhưng mà cái roller set này nó rất là tiện và rất là khỏe. Các bạn có thấy cái volume không? Hồi nãy mà mình chải cái tóc mình cao lên đó là muốn set cái tóc mình ở trên này để cho nó có volume. Rồi, bây giờ các bạn có thấy tóc của Kelly chỉ có mới trong vòng khoảng 5 phút thôi mà nhìn nó khác hồi nãy không? Khi mà mình set cái tóc của mình hay là khi mà mình làm tóc của mình thì các bạn sẽ thấy rằng từng cái layer nó sẽ show ra. Và khi mà quắn xong, Kelly dùng cái tay ha, mình smooth nó ra. Thì hồi nãy á, Kelly có dùng cho các bạn xem cái tóc của Kelly trước khi mà Kelly quắn. Thì bây giờ Kelly quắn xong, các bạn thấy là nó bồng bềnh, nó smooth hơn, nó không có bị nhìn như gãy tre, nhưng mà nhìn nó rất là shiny. Tại vì cái cuticle của mình khi mà mình set á, nó làm cho cái tóc nó mướt. Thì cái này á, như em Kelly có đã từng trình bày, các bạn có thể order trên Amazon hoặc eBay đều có, hoặc là nếu mà các bạn không có quen order trên mạng thì chủ tiệm tóc của Kelly không có bán cái này. Cho nên các bạn thấy không, khi mà quắn xong mình có thể để như vậy và mình kẹp tóc lên nhìn rất là dễ thương, hoặc là mình có thể thả xuống. Đây, hồi nãy Kelly có chỉ cho các bạn cách mà chúng ta cắt cái mái đằng trước đó. Thì đây, khi mà mùa hè mà mình có bới tóc lên và những lúc mình tóc mình nó dài mà nó chỉ thấy cái mặt mình không thì nhìn cái mặt mình nó trừ bư lắm, nó béo phì. Nhưng mà khi mà mình có chút xíu mái á, nhìn cái mặt mình nó hài hòa hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi xong rồi mình có thể có vài cái layer để mình thả xuống thì nhìn nó rất là xinh. Thì nếu mà các bạn dùng cái cách mà Kelly chỉ cắt tóc hồi nãy đó thì mình có thể có những cái frame, face framing này nhìn nó rất là xinh xắn. So for those of you who joined, I did show you how to cut some face framing layers in your hair. So this is what it looks like after I style it with hot rollers. Usually if you are a big fan of putting your hair up, if you kind of like have no framing, it just looks like a flat ponytail. It doesn't look very, it looks so naked and bare. But if you have some face framing layers, it just adds some softness to your style, right? So after, when you put in a ponytail, you have some nice framing around your face. This is my way of hiding all the chubbiness that I get from drinking bubble tea. So see, and once you let it down, this is how the hair looks like. So you see how my hair now is less flat than before. There's more framing. More body. So you can definitely try this face framing technique. Let me know how it goes, if it works for you, if you like it. And yeah. So that's how I create these face framing around my front
when I can't go to the hairstylist or when I can't cut get my hair cut. This is something you can use to add some shape around your face. Okay? So once again, thank you for those of you who have joined in and watched this video. If you are watching my videos and you like the tutorial that I do, please feel free to give me some likes and love through you watching my videos. I am a bigger voice to raise awareness against human trafficking and child sex slavery. I'm part of our charity organization called Better Futures for Kids. So we try to help raise awareness against child sex trafficking, and all of the money that we raise, we help the poor children in Vietnam to give them a better future through education, building them a safe home, clean water to drink. So through your help, we can help more children. So thank you so much for watching. Those of you who follow me on Facebook, thank you for your support, and wish you a wonderful week ahead, and please stay safe and take care. Until next time, bye everyone. Thank you. Bye.